Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Trước khi đến với cái trận đấu ngày hôm nay của chúng ta, mình và anh em sẽ tiếp tục đi tham gia một cái sự kiện cực kỳ hot trong game của chúng ta nhé. Cái sự kiện này thì có tên là vòng quay bay màu anh em ạ. Phần thưởng chính trong ngày hôm nay là hai bộ trang phục của nam và nữ, cùng với đó là mấy cái lướt ván với lại mấy cái hành động của thú. Đây là cái chi tiết sự kiện anh em này. Thời gian diễn ra sự kiện thì từ ngày 9 tháng 8 đến tận ngày 15 tháng 8 cơ. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Gì đấy? Bạn có thể loại bỏ hai phần thưởng khỏi danh sách phần thưởng. Mỗi người chơi sẽ chỉ trúng một vật phẩm một lần trong suốt sự kiện. Ơ, ngắn thế này thôi à? Mọi khi sự kiện thấy dài lắm cơ mà. Hôm nay đúng 3 dòng anh em ạ. Bạn nào mà chưa hiểu về sự kiện ấy thì mình sẽ giải thích sơ qua cho anh em như này. Cái sự kiện của chúng ta bao gồm 10 ô trong vòng quay. Anh em có thể loại bỏ đi 2 ô mà anh em không thích, tức là còn 8 ô. Mỗi lần mà anh em quay ấy, thì khi mà trúng phần thưởng rồi thì cái ô đấy nó sẽ mất đi luôn và không quay ra nữa. Đấy, kiểu như là khi nào mà anh em muốn có tất cả phần thưởng ấy thì mọi người chỉ cần quay hết cả 8 ô là sẽ nhận được hết thôi. Đó, thì rất là đơn giản. Và ngoài ra thì anh em còn có thể nhận thêm phần thưởng khi mà anh em quay đủ số lượt ở bên dưới nhá. Cụ thể là 3 lượt thì anh em sẽ nhận được thức ăn cho pet này. Rồi 5 lượt thì anh em sẽ nhận được một cái thẻ level này. Rồi 8 lượt là anh em sẽ nhận được một cái skin súng này. Đó, thì toàn bộ cái cách tham gia sự kiện nó easy như vậy thôi. Anh em nào mà muốn sở hữu hai cái bộ trang phục này thì cứ mạnh dạn đầu tư vào nhé. Không biết là có bạn nào trong kênh của mình đã sở hữu cả hai bộ trang phục này hay chưa. Mình sẽ loại bỏ đi cái ô thức ăn cho pet và một cái là gì nữa nhỉ? Vé quay kim cương đi. Tại vì hai cái hành động cho thú kia mình cũng chưa có. Phát đầu tiên với 19 kim cương. Ôi. Vòng quay vũ khí anh em ạ. Phát thứ hai với 49 kim cương. Hành động khoe khoang à. Hôm nay mình sẽ quất cả 8 cái luôn anh em ơi. Một khi đã máu thì đừng có hỏi bố cháu là ai. Không cần phải suy nghĩ nhiều anh em ạ. Tại vì là đằng nào thì cũng phải quay hết cả 8 ô thì mới nhận hết thưởng được. Ván mùa thì nhiêu này. Anh em cứ xác định là kiểu gì thì kiểu, muốn nhận được hai cái bộ trang phục kia thì cũng phải quay gần hết. Chứ còn trừ khi bạn nào mà phải gọi là cực kỳ hên thì mới được ở mấy vòng đầu thôi. Còn đa phần thì phải gần cuối. Anh em trong kênh của mình có bạn nào mà quay mà nhận được ngay từ đầu thì cứ comment ở bên dưới nhé. Để cho anh em trong kênh mình biết xem là cái độ hên của anh em đến đâu. Alo gấu trúc này. Đấy, anh em thấy không? Còn có mỗi 2 lượt. Mà 2 lượt quay thì chắc chắn là vào một trong hai bộ trang phục rồi. 899 kim cương. Quất luôn chứ để làm cái gì? Bộ nam à? Chiến giáp hậu thế. Ui, phát cuối cùng 999 liền. Nhưng mà thôi, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Chứ biết thế nào được. Như vậy là mình đã mở hết cả 8 ô và chúng ta cũng không còn tham gia được, chỉ nhận được một lần. Mình nhận luôn cây UMP cường hóa rồi. Như vậy tính tổng cộng ra thì chúng ta mất khoảng tầm 3.500 kim cương để anh em có thể nhận hết tất cả những cái trang phục ở trong cái vòng quay bay màu nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi mặc cho anh em. Đâu nhỉ? À quên, đây là shop mà. Mình cần phải vào tủ đồ. Đây. Gói chiến giáp hậu thế nam.
Bộ trang phục này nhìn cũng khá là ok đấy chứ. Anh em có ý kiến gì về bộ trang phục này thì cứ comment ở bên dưới nhá. Mình sẽ vào từng cái một cho anh em xem. Gần như là không hề có một cái hiệu ứng gì anh em ạ. Chỉ là một bộ trang phục bình thường thôi. Còn đây là gói chiến giáp hậu thế nữ này. Cũng không hề có một cái gọi là hiệu ứng gì. Ok, trang bị luôn. Mình thấy cái mũ nó cứ na ná với lại cái mũ 4 trong cập nhật OB17 sắp tới anh em ơi. Nhưng mà thôi, kệ đi. Mình đã chinh phục xong cái sự kiện vòng quay bay màu rồi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi solo danh nhá. Xuống đâu bây giờ anh em nhỉ? Thôi xong rồi, lá rồi anh em ơi. Mình còn chưa muốn xuống máy bay, tại vì là cái ping của mình nó lên cao quá. Đầu game mà lag này thì không biết là có ổn hay không đây. Ping vẫn rất là cao. Mình sẽ đi nú ra cái ngôi nhà ngoài cái khu vực lò rèn. Có một chàng trai theo mình, nhưng mà bạn ấy rẽ vào lò rèn rồi anh em ạ. Ping của mình ngon rồi kìa. Mày thế. Nếu mà anh em chơi game mà thấy lag ấy thì tốt nhất là mọi người nên ngồi trên máy bay nhé. Xong rồi khi nào hết lag thì xuống. Còn nếu mà nó vẫn lag ấy thì anh em cứ ra biển mà đứng. Khi nào mà hết lag thì anh em chạy vào cũng được. Chứ nếu mà lag mà anh em cũng cứ cố vào game thì chỉ bị bắn mà thôi. Ui. Đấy anh em thấy không? Lag đến mức mà mình còn không hiểu tại sao bạn ấy chết nữa cơ. Anh chàng kia bắn shotgun, mới bắn mình được 2 viên thì bạn ấy ngỏ mù tỏi rồi. Tính ra là nhiều khi lag cũng có lợi thế chứ nhở. Tay 2 bằng đạn. Bên dưới có bắn nhau kìa. Mình sẽ đi xuống ăn hôi ngay. Có luôn một cái giáp 2. Tăng giáp luôn này. Anh em nên nhớ là trong cái lò phản ứng này luôn luôn có cái tăng giáp nhá. Nếu mà chẳng may anh em một ngày đẹp trời nào đấy anh em muốn nhảy ở khu vực lò rèn thì phải luôn luôn nhớ đến là trong này có một cái tăng giáp. Vậy nên là phải chạy vào đây mà ăn nhá, không để phí lắm. Đi đâu đấy hả bạn? Hình như là cô nàng này tính vào đây để ăn cái tăng giáp. Hơi buồn là mình lại đang phục ở trong đây sẵn rồi. Khóa nhọ cho bạn ý. AK này. Mình có tay 3 mà. Ngại gì? Lại có bắn nhau nữa kìa. Hình như là mình đang là người bị bắn hay sao nhở? Từ từ anh em ơi. Phía trên à? Mình xin cái đầu. Ngon ăn ngay. Không biết là khu này clear chưa ta?
mình được 3 kill rồi. Bạn kia bạn bắn cũng đau đau phết đấy, bắn một viên trúng vào đầu của mình. Máu này. Nòng 3 này. MP đây rồi. Ui, xuống được cái cầu thang là mừng ghê luôn. Có bạn nào mà đi cái cầu thang vừa rồi mà mình đi bị chết không? Cái cầu thang ấy nó ảo cực kỳ. Anh em mà đi mà không cẩn thận một tí thôi là auto rơi xuống. Mà rơi từ phía trên là kiểu gì cũng chết. Nếu mà bạn nào mà đầy máu ấy, thì còn khoảng tầm 10 máu. Còn nếu mà bạn nào mà ít máu ấy, thì chắc chắn là thôi, tạm biệt, ra làm trận mới. Cái cầu thang ấy nó y hệt như cái cầu thang ở xưởng cơ khí. Lên thì dễ mà xuống thì khó. Trận này AK rất nhiều. Bom 1 của chúng ta chuẩn bị thu vào. Hên cho mình là mình lại ngay ở trong bo. Vậy nên là mình cứ tranh thủ lút thêm đồ thôi. Vội đi đâu đâu. Ở đây thì chắc hết người rồi. Qua V này. Có người bên dưới anh em ơi. Bên dưới có người. Bảo sao cái UAV lại thấy nó đứng im. Đường băng à. Cùng luôn anh em ơi. Mình xin cái đầu. Anh em nên nhớ là cứ khi nào mà cái UAV nó đứng im ở đâu ấy, hoặc là cái vùng bom rơi ở đâu ấy, thì chắc chắn ở khu vực đấy có người. Bạn nào mà muốn đi săn thì cứ lao vào những khu vực đấy. Còn bạn nào mà muốn đi núp ấy, thì né những khu vực đấy ra. Chàng trai này cũng không có đồ gì ngon. Bắn pha mát nhưng mà lại cầm tay cầm một. Khi mà anh em mới vào game ấy, mà anh em chưa hề có tay cầm ngon ấy, thì tốt nhất là anh em nên lựa chọn những khẩu súng như là M451 này, SKS này, cá mập này. Hoặc là nếu mà có thì Groza càng tốt. Đấy, những cây súng đấy thì nó ít giật hơn mà nó lại bắn mạnh đấy chứ. Hoặc là cây M14 cũng được. Chứ còn chưa có tay cầm ngon mà anh em lại đi cầm mấy cái cây như là AK, Famat hoặc là Ska đi, thì thật sự là nó không ăn thua. Bắn 3 viên nó xịt 2 viên thì khác gì không bắn đâu. Thà bắn cây XM8 có khi còn ngon hơn. Khi mà anh em có cái tay cầm 3 hoặc là giá đỡ súng rồi ấy, thì lúc đấy anh em có thể nhặt AK, nhặt Famat hay là nhặt Ska gì đấy thì tùy anh em. Tại vì những cái cây súng mà mình vừa bảo ấy, thì nó phải có tay cầm 3 hoặc ra đỡ súng nó mới phát huy được cái sức mạnh của nó được. Còn nếu mà không có tay cầm 3 hoặc là ra đỡ súng ấy, thì bắn nó rất là tệ. AWM này. Mình đã có được combo mình mong muốn. Bây giờ đi kiếm cái giảm thanh nữa là vừa đẹp. Có nhiều bạn hỏi mình ấy là cái tay cầm 3 ngon hơn hay là giá đỡ súng ngon hơn. Thì hiện tại nhá, trong cái phiên bản OB16 của chúng ta thì cái tay cầm 3 nó đang ngon hơn cái giá đỡ súng. Còn đến OB17 ấy, ngon hơn hay không thì mình không biết. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì cái tay cầm 3 đang ngon hơn anh em nhá. Nhiều bạn cứ nghĩ cái giá đỡ súng ngon hơn nhưng mà không phải đâu. Cái giá đỡ súng ấy nó chỉ ngon từ cái bản OB15 trở về trước thôi. Nó có thể được mệnh danh là cái tay cầm 3,5. Nhưng mà đợt gần đây thì bị fix lại rồi. Và nó chỉ rơi vào khoảng tầm tay cầm 2,5 gì đó thôi.
Đối với súng tiểu liên ấy, thì anh em không nên gắn giá đỡ súng làm gì. Tại vì là không biết anh em cảm nhận thế nào, chứ mình chơi cây MB40 ấy, thường mình không gắn cây giá đỡ súng đâu. Đa phần là mình, một là mình gắn tay 2, hai là mình gắn tay 1, chứ gần như là mình không gắn giá đỡ bao giờ. Trừ khi gọi là trường hợp bất đắc dĩ thì mình mới gắn thôi. Anh em xem là anh em để ý là sẽ biết à. Mình cảm giác như là gắn cái giá đỡ vào cây MP40 bắn nó không sướng. Nó không sướng bằng cái tay 2. Giá đỡ chỉ gắn cho súng trường thôi. Và khi mà gắn khi mà anh em chưa có cái chưa có tay cầm 3. Còn khi có tay cầm 3 rồi thì cứ ưu tiên tay cầm 3 nhé. Bốn cua ghê thế nhỉ. Xuống xe bạn ơi. Đây à, bom keo cửa à? MP anh em ạ. Bãi đang cầm MP. Mình không có súng cận chiến nên là mình đành phải giữ khoảng cách thôi. Thêm một viên nữa này. Khá khá rồi đấy. Ném bom ngáo. Lại có xe tới nữa à? Làm gì mà căng? Bạn nghĩ rằng là mình cầm AK thì không ăn lại khi mà bạn cầm MP chăng? Đừng có đùa. AK bắn tầm gần cũng phê phết đấy. Băng đạn 3 này. Ui. Đồ ngon thế không biết. Đồ của bạn này khá ngon anh em ạ. À, bên dưới có thằng giáp nữa kìa. Công nhận là trận đấu ngày hôm nay của mình hên ghê. Cứ lúc nào cái giáp nó gần hỏng là lại có tăng giáp. Sướng thật đấy. Không sao. Mình có giáp chống nổ cơ mà. Chỉ mất đi một tí máu thôi. Chứ cũng không có gì nguy hiểm cả. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta còn 15 người. Bò lại ngay đây. Ngon thế nhở. Bom rơi. Đây rồi. Một viên. Không kêu à bạn ơi. Xanh. Rồi, phải nấp kịp rồi. Một đống mìn như cắp treo kìa. Ê, gắt. Ủa ôi, mình bị kẹp giò nha em ơi. Mình sẽ tiêu diệt thanh niên phía trước. À, chạy à. Chạy này.
Không kêu mất rồi. Ok. Xong bé phía trước. Bây giờ là đến bé phía sau. Ui, bắn súng điện luôn kìa. Mang cả súng điện ra bắn là anh em hiểu rồi đấy. Chúng ta đi solo mà. Anh em bên dưới đâu rồi? Mình vừa mới nghe tiếng súng ở bên dưới này. Ok. Như vậy là chúng ta còn 8 người. Người mấy quả mìn kia nó cứ kêu kêu bo thu rồi này. Trên chòi kia hình như là kiểu gì cũng có người anh em ạ, cái chòi cực đẹp. Cứ từ từ thôi. Không hở ra một tí gì để mình bắn. À, bên giềng ngoài có bắn nhau kìa anh em ơi. Một viên. Mình xin. Như vậy là trên bản đồ chúng ta chỉ còn có 4 người. Phía sau có người chăng? Phía sau có một người. Phía trước có một người. Vậy thì chỉ còn một người là mình chưa biết vị trí. Mình sẽ đứng đây và cam mấy cái bạn ở ngoài bo chạy vào. Mình xin cái đầu. Hai anh chàng trên đỉnh đồi đâu? Bo vô kìa. Ui, phía sau à? Căng ghê. Lựu đạn này bạn ơi. À, bé kia bị chết rồi. Như vậy là còn bạn cuối cùng sau cái gốc cây. Cả cái bò có mỗi một gốc cây bạn ấy chiếm luôn. Nhất bạn rồi còn gì. Nhưng mà không sao, bo về mình cơ mà. Ló ra đây. Ló đây bạn ơi. Ơ ờ? Chết bo luôn à. Đậu xanh. Mình vẫn chưa hiểu cho lắm anh em ạ. Bạn ấy sợ gì ta? Hay là muốn tạo điều kiện cho mình top 1 nhỉ? Thôi, sao? Đấu ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.